Hi, mến chào các bạn, đây là nông cơ Trí Linh. Địa chỉ là phường Suối Tre, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, số điện thoại 0909 259043. Thì hôm nay mới vừa về một chiếc xe máy cày Kubota B1006 hàng bãi nội địa Nhật. Xe này rất là đẹp. Chiếc này chạy được bao nhiêu giờ rồi Linh ơi? Đến thêm gì ạ? Và giá bán là khoảng bao nhiêu tiền? Ồ, con này chạy ít giờ lắm. Có 163 giờ thôi. Đúng rồi. Giá bán là bao nhiêu? Con này nếu mà có sới luôn là 58 triệu đó. Có sới 58 triệu. Có sới luôn nha các bạn nha. Có nguyên bộ sới luôn là giá 58 triệu. Nha các bạn. Xe rất là đẹp. Chà. Có láp để chuẩn bị sới ha. Bộ sới luôn 58 triệu, xe rất đẹp. Thì các bạn nhìn thấy nước sơn là rin từ A đến Z ha. Nước sơn rin A đến Z ha, là rất là đẹp ha. Kèm theo đó là nước sơn lốc xanh lè lè rin luôn. Rất là đẹp. Cái cặp mâm nè, nước sơn rin luôn, rất là đẹp luôn. Rồi mọi thứ là rất là đẹp ha. Đây, xô sới yên zin luôn ha, yên zin. Rồi bên cơ thì bô nước sơn zin luôn, rất là đẹp. Mọi thứ còn rất đẹp. Rồi, bây giờ mình nổ máy thử ha. Lên, nổ máy thử lên. Có dầu chưa? Có chứ. Ô, dàn hơi quá em, quá mạnh luôn, tuyệt, quá em, quá mạnh. Rồi, dàn hơi bao che các bạn nha. Ủa, nó tắt máy bằng cò hả? Không. Vậy hả? Wow. Không phải. Tầm 7. Nó cao tắt máy bằng này. Cò này là để đề. Tàu lao quá. anh kéo cái đó nó vẫn tắt mà. Đúng là tắt, nhưng mà điều cái nó ảnh hưởng xúc bắp. Ok. Rồi, chụp đèn chụp đồ còn mới ha, sơn trong ngoài đồ còn quá ok. 58 cũ hả? Dạ. Cả đuôi sới hả? Dạ. Rồi, xi nhan xi nhúng đầy đủ bà con nha. Kèn còn không biết. Xi nhan còn đầy đủ ha. Rồi, anh em nào có nhu cầu thì cứ gọi điện thoại về cho nông cơ Trí Linh, số điện thoại 0909 259043. Gặp anh Linh ha, có gì Zalo Zalo gì thêm rồi anh em trao đổi với nhau ha. Rồi về chạy thôi, xe máy cày dùng cho gia đình, nhỏ gọn đẹp, zin Kubota hàng bãi nội địa Nhật. Rồi, rất là tuyệt vời. Rồi, mến chào các bạn nha.